Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận và vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Góp phần bảo tồn và phát huy di sản này, hàng năm lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Liên hoan năm nay với chủ đề Âm Giang Đại Ngàn đã khai mạc vào hôm qua. Hơn 600 nghệ nhân của Đắk Lắk đã tập trung về các điểm du lịch ở thành phố Buôn Ma Thuột để biểu diễn. Liên hoan diễn ra tại hai địa điểm là buôn du lịch cộng đồng Aco Đờ Hồng và khu du lịch cộng đồng Cô Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là dịp để nghệ nhân, diễn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu văn hóa cồng chiêng, học tập kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa 49 dân tộc anh em, cùng chung tay góp sức trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Liên hoan hứa hẹn sẽ tạo nên bữa tiệc âm nhạc cồng chiêng đặc sắc, độc đáo, nhằm phục vụ đông đảo người dân, du khách yêu văn hóa dân tộc truyền thống đến với tỉnh Đắk Lắk trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Dịp này, ban tổ chức đã trao quà của nhà tài trợ tặng 60 nghệ nhân lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, 13 nghệ nhân nhỏ tuổi và 13 nghệ nhân nữ tiêu biểu.